onto State Route 89A South towards Sedona. Hello, mến chào các bạn. Thì bây giờ sáng nay hai anh em mới dậy xong rồi chuẩn bị lên đường tới cái thành phố nhỏ. Thành phố là Sedona. Thì cái đặc biệt ở thành phố này là có một cái chapel có tên là Chapel of the Holy Cross. Thì có một cái nhà thờ được kiến trúc, được xây giữa cái khe đá. Nó rất là đẹp. Bởi vậy mình muốn cho các bạn coi. Khi tới nhà thờ thì mình sẽ làm một cái video clip để cho mọi người coi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và nhấn đăng ký trang YouTube của Thích Mục Admin Channel. Yeah! Các bạn ơi, mình đã đến Chapel of the Holy Cross rồi nhé. Các bạn thấy chưa, rất là đẹp. Một cái chapel, một cái nhà nguyện được xây giữa các tảng đá ở Arizona. Hello các bạn, bây giờ mình đã đến Sedona rồi nha các bạn. Các bạn thấy sau lưng mình không? Đó là nhà thờ, không phải nhà thờ mà là chapel, mà là nhà nguyện, Chapel of the Holy Cross. Thì bây giờ mình và anh James sẽ lên đó để cho mọi người coi. Chúng ta thấy cảnh ở đây rất là hùng vĩ, rất là đẹp. Cảm ơn Thiên Chúa. Thanks God. Đây là một cái cảnh rất là đẹp nữa các bạn. Cái angle này chúng ta thấy là họ xây cái chapel rất là tuyệt vời luôn. Cái nhà nguyện rất là tuyệt vời luôn. Tạ ơn Chúa. Thôi bây giờ mình sẽ lên trên đó nha các bạn. Hello các bạn, chào đón các bạn một lần nữa đến với kênh YouTube của Linh Mục Admin Channel. Thì hôm nay dẫn các bạn lên đây, lên cái núi Chapel of the Holy Cross, để chúng ta coi ở đây, coi cái chapel này nó xây như thế nào và kiến trúc ở đây như thế nào. Thì các bạn thấy đằng sau mình không? Một cảnh đồi núi rất là đẹp, rất là hùng vĩ. Và bây giờ mình đi lên cái step ở trên đây nhé các bạn. So we are slowly walking up to the Chapel of the Holy Cross. How are you doing? Wonderful. How's everything up there? Unbelievable. Like, yeah. Not anything I've seen it in a church before. Okay. So it's wonderful. Okay. Have a nice day. God bless. God bless you all. Và chúng ta đang là đi từ từ lên á. Rồi chút nữa các bạn, bây giờ mình đang từ từ mình đi lên nè các bạn. Thì chút nữa đây mình sẽ phỏng vấn cho James là coi cái chapel này họ xây như thế nào, rồi ai là người xây dựng lên cái chapel này, và trong cái chapel này thì có cái gì đặc biệt nha các bạn. Hello sir, how are you? Và trên đây thì đó, bây giờ chúng ta sắp sửa vào chapel rồi nha các bạn. It's a beautiful place. Trên đây thì cảnh đồi núi không à. Mà hồi nãy đó mình đã cho các bạn thấy ở dưới rồi đó. Ủa, ông kia chắc cũng làm YouTuber giống mình quá. Ông cũng đang quay. Hello các bạn, bây giờ thì đang ngồi ở đây để đợi cho James một chút xíu. Cho James thì hơi lớn tuổi chút xíu rồi. Nên đi chậm thì mình lên trước để mình quay trước. Rồi đợi cho James lên rồi mình phỏng vấn cho James và cho các bạn coi. Cảnh quá trời đẹp luôn. Cái này ở đây mà làm MV thì rất là tuyệt vời. Cái này là mình phải khiếu nại anh Vinh. Cái này là từ trên cao ở Chapel of the Holy Cross. Từ trên cao nhìn xuống đó các bạn. Rất là đẹp phẩm các bạn ơi. It looks amazing. Khi mà các bạn tới Arizona thì phải tới Sedona để lên đây để coi cái chapel này nha các bạn.
Hello, mến chào các bạn. Bây giờ thì mình đã xuống chân núi rồi, nhưng mà trước khi rời nơi đây thì mình phải có một cuộc phỏng vấn với cha James. Ok, cha James, bây giờ thì mình đã vừa đi coi xong cái nhà nguyện ở trên núi này, thì bây giờ mình đã xuống chân núi rồi, nhưng mà trước khi mình rời đây mình phải cho quý vị biết là cái ngôi nhà nguyện này được ai là người có ý tưởng xây cái ngôi nhà nguyện này, và cái giá thành mà xây cái ngôi nhà nguyện này khoảng bao nhiêu, cha có thể chia sẻ với mọi người. Hai các bạn, ngày hôm nay thì được cho Hồng An Bình giao cái trách nhiệm là nói về cái lịch sử của cái nhà nguyện này, tại sao nó được sinh ra. Là theo mình đọc trong tài liệu thì đây là cái ý tưởng của một người phụ nữ gốc Đức, bà tên là Margaret Stade Brewick and Study. Bà đấy là năm 1932 bà bắt đầu đã có một cái ý tưởng là bà muốn xây một cái nhà nguyện. Rồi bà là người gốc Công giáo, nhưng mà bà muốn xây đầu tiên khởi sự là ở Budapest, ở bên Hungary, quốc gia Hungary. Thành ra nhưng mà cái ý tưởng đó không thành sự thật, là bởi vì chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra. Cho nên sau khi chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra, bà trở về nước. Bà ấy tiếp tục xây ý tưởng của bà sau chiến tranh thế giới thứ hai, thì bà trở về lại Hoa Kỳ, về lại tiểu bang Arizona. Và tại nơi đây bà đã kết hợp với lại các kỹ sư, trong đó có ông kỹ sư là người mà thiết kế ra cái công trình này là August Cross, và hai cái công ty mà để làm nên cái nhà nguyện này đó là Hansen và Allen đó. Và cái nhà nguyện này đó thì được build ở trên cái khu mà Coconino National Forest Land của tiểu bang Arizona, thuộc gọi là khu đất của quốc gia, tức là vùng đất của quốc gia, tức là những cái nơi mà kêu là National Park đó, là của quốc gia, mang tính cách quốc gia. Và cái công trình này đó thì được giám sát bởi ông Fred Cusco. Ông này giám sát trong 18 năm, và tất cả tổng thể hết chi phí rồi tiền từ trên các cái hết là cho nhân viên là luôn đó, nhân viên xây dựng luôn là tất cả. Nhưng mà cha cho biết là khi mà cái khởi công từ lúc mà xây dựng đến hoàn thành là khoảng bao nhiêu lâu? Thì khởi công thì từ lúc khởi công cho tới xây dựng hoàn thành luôn là 18 tháng, và thành công trong năm 1956, và tổng chi phí hết tất cả là 300.000 US dollar. Wow, 300.000 là lúc đó là 1956 phải không? Các anh chị biết rằng là năm 1956 có cái tiền mà lương mà minimum wage, tức là tiền lương thấp nhất của nước Mỹ Hoa Kỳ lúc bây giờ đó, là chỉ có 75 cent một giờ thôi. Và mà tính ra như vậy thì là bao nhiêu bây triệu? Bây giờ là tính ra nếu mà thời giá bây giờ thì cái nhà nguyện này bích ra cũng phải là gần 30 triệu. Wow. Tại vì nó xây ở trên cái vùng đất sa mạc và vùng núi, và cái sự mọi sự vận chuyển nó sẽ rất là khó khăn và nó rất là tốn kém. Cho nên chúng ta thấy được rằng là cái lòng yêu mến Thiên Chúa và cái ý tưởng đó được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Và đặc biệt là trong cái nhà nguyện này có một cái thánh giá mà được các nhà thiết kế họ đã làm nên bản vẽ cái thực lên, là đó là một cái cây táo, và trên cây táo đó có ba cái tay trái táo vàng, chứ không phải cái trái táo của ông Ayon và bà Eva. Ba trái táo đó là tượng trưng cho Holy Chúa Trinity, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, tức là Chúa Ba Ngôi. Chúa Ba Ngôi. Yeah. Đó là đấy là cái mà, và đặc biệt là Chúa ở trong nhà nguyện này là Chúa mở mắt và Chúa nhìn xuống thế gian, chứ Chúa không nhắm mắt và Chúa không quay đầu được hết. Rất là đặc biệt. Okay. Và cái nhìn trìu mến của Chúa luôn luôn là có sự thương yêu và lòng tha thứ, đó là lòng thương xót Chúa. Cảm ơn cho James, và cảm ơn tất cả các bạn đã coi chương trình ngày hôm nay. Thì một lần nữa trước khi ra về thì xin mọi người dâng một lời cầu nguyện để cảm ơn Thiên Chúa, vì tất cả những gì chúng ta có đều là hồng ân Thiên Chúa trao ban. Và chúng ta đọc một kinh lễ cha, ba kinh kính mừng để tạ ơn Thiên Chúa vì những cái công trình vĩ đại mà qua cái bàn tay của con người và qua sự hướng dẫn của Thiên Chúa, Đức Mẹ và các thánh đã cho chúng ta thấy cái sự vinh quang, cái sự hùng vĩ, cái sự tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban cho mọi người chúng ta. Alleluia!